cách nhập danh bạ từ sim vào máy trên máy Lumia T3 bằng cho một danh bạ này. Đây là danh bạ trên sim, mà đôi khi bạn lấy sim ra mà nó mất danh bạ này, bạn có thể lấy thêm. Sau đó sao chép máy tính bảng. Sao chép nè, chọn máy tính bảng. Đó không ra. Cái này nếu nhận bạn đừng chọn gì hết. Chọn lại đây nha. Chọn thêm bên này cho mình nhập xuất trên bảng. Nhập từ thẻ sim. Chọn tất cả. Cho nó nhập lên bảng. Chọn là máy tính bảng. Rồi. Các bạn thấy nó sẽ chép lên bảng qua này ha. Vậy là mình đã sao chép thành công danh bạ từ điện thoại qua sim. À, từ nhầm từ sim qua điện thoại. Cảm ơn các bạn.